Ok, thử cái build Akshan mới bên Hàn xem. Ok, good trade. Đã trao đổi khá là lãi. Nói chung là chiêu E của Akshan là chiêu mạnh nhất của nó. Chúng ta đang đánh nó sai nên là cảm giác nó bị yếu. Hy vọng là sau khi chơi tìm được cách chơi đúng cho Akshan thì sẽ nhiều người thắng hơn với nó. Hay không? Tha mới có gì đâu, chờ chút nữa là giết được rồi. Tôi tàng hình mà. Đó, thế nó mới chết được, đu tiếp. Đó, tao đu tiếp. Đó, các bạn đam bằng cái E, không phải đam bằng cái Q. Đấy. Đấy, sự khác biệt của Akshan biết chơi và không biết chơi ở thời điểm hiện tại. Đấy, tới này. Tách 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 tách. Chỉ lốp quế thế. Cho tôi hả? Chẳng là Nasus đã muốn đánh rồi nè. Nhà R sớm, thế là được rồi. À, bỏ đi, bỏ đi, đông á, 3 thằng, ít nhớ đâu. Về. Ôi, có nhỉ. Con Nasus thì khá là dễ bị trả diều. Đồng đội chết hết rồi. Ai, cho đồng đội được thì phải. À, không làm gì được hơn nữa. Lấy nội tại chạy nhưng mà nó khỏe đó. Nó xanh quá rồi. Ai, có cố gắng. Chắc phải có gương vô danh nữa, bắn phần trăm máu. Hoặc là khung xanh mới giết được thằng này. Nhưng mà chính ra con này nó vẫn cần cái súng hải tặc để kết liễu bọn kia. Không cần đánh mà nhỉ. Chỉ bắn nhà thôi, à chỉ cần tép thôi mà. Không biết tại sao mấy ông kia vẫn cố đánh luôn. Đừng cho nó về, đừng cho nó về, đừng cho nó về. Nó về thì thua rồi. Về được thì thua. Khó quá. Bỏ chỉ cần lao lên không cho nó về nữa mà. Pick Yasuo thì tôi pick on lại. Ui lại pick vào Jin ở giây cuối cùng kìa. Vãi chuồng thế. Gì ấy? Không. Hơn vậy. Chưa có mắt, tôi chỉ là vừa chạy thôi mà. Ok.
Nó ăn chậm, nó ăn chậm á. Dạ. Có nhờ mình bắt buộc phải là người vô. Bắn được nốt không? Ai. Đấy. Ui ma. Đúng lúc thế nhở. Cay thật. Cay thế nhở. Vậy đúng lúc cái chiêu cuối của thằng kia hất mình ạ. Ai. Phải đánh chứ. Ít ăn được 3 mạng. Đổi 1, ăn được thêm một cái trụ mít nữa. Toàn đồng hồ cát ở đây này. Từ từ cover thôi. Đây này, con này này, con này này. Đi về, đi về, đi về, đi về. Hai. End game rồi. Rồi. Baron này, Baron này. Không có lính để mà end game. Đây, lên phá mắt nó, bọn nó cũng làm điều đâu, phải nhái. Bay vào chết luôn. Tầm này đang con Jin to rồi. Nó bắt buộc phải bỏ ít nhất là một cổng. Hút tôi làm gì bro. Được chưa, hút vậy được chưa. Dạ, yeah, một hit kìa. Hai. Good job, good job. Đánh tank ở trên rank này cảm giác nó dễ hơn ý. Vì đồng đội biết làm gì rồi. Đánh rank dưới thì đồng đội chưa biết làm gì, gọi đánh tank nó dễ bị thua ngược lắm. Quả đấy chúng nó lao hết vào người mình. Nên là dễ thắng. AD bán free. Trước sườn thì elite đi, cho an toàn. Rengar. À, giết này. Kìa ông. Tại sao vậy ông? Hả? Qua đây quá easy mà, ông ấy có thể chiêu cuối sớm hơn một tí nữa. Ây da, hơi sớm quá. Chả có đồ gì cả. Lên là giết được thôi. Đợi hết đạt lính á. À nó tê lê về.
giết nó. À, chạy nhanh quá nhỉ. Xong túm nó nhở, đéo biết tại sao pha này không túm luôn. À, nó thích chết thì cho nó chết đi. Gì mà để Fiora giết vậy? Ông có vẻ vào hơi sớm này. Về chứ nhỉ? Chạy thôi. Bây giờ tôi thì tôi sẽ chỉ cắm đầu chạy thôi. Đây cũng là một cơ hội tốt để ăn Baron nhưng mà hơi khó. Nó muốn ép đánh này. Năm mươi. Hay quá. Rồi về đi. À, mất cái nhà lính cũng không phải vấn đề gì quá lớn à. Chỉ là không có cơ hội giết mạng nó thôi mà vẫn mất tài nguyên nữa nhá. Oh, mình vẫn lợi hơn người có thể có cơ hội Baron này. Tele sớm. À, vào ăn Baron xong xong rồi quay ra là xong à. Thua luôn ạ. Thua. Nice try. Tôi có R để tôi chỉ có R đâu, tôi vừa R và Kata rồi, đi bộ ra chắc. Đây nhá, đóng đến đây là ngon rồi này. Đến đây nhá, đến đoạn này giết được con AD, giết được con Echo rồi nhá. Bọn này là làm gì có cửa thắng nữa. 4, con Kennen còn đéo tele, đéo hiểu tại sao con Kennen không teleport luôn. Tại sao vậy bro? Ông có thể, ông không cần cái trụ này, ông teleport ra là thắng rồi. Bọn này xem luôn, ông không cần phải giết người, ông lấy CC đâu ra mà giết. Khi mà Thread kéo, bây giờ mới sắp hồi. Manta hết R rồi. Đúng chưa, ông làm gì có CC. Bọn nó làm gì có máu. Baron 3400 máu. Đéo có chiêu nữa rồi, vẫn lao lên. Xong lại bảo Rengar không đánh.
Rồi chơi LeBlanc đi các bạn. Cô níu kéo hy vọng ở kim cương 1 vậy. Ôi giời ơi. Rồi cái này không? Free bùa đỏ. Và thậm chí là anh em mình không cho nó ăn người đá luôn. Quyết đoán lên cho nó sống làm gì chứ, đánh lính đi bro, muốn băng trụ thì không phải đánh lính chứ. Thôi về đi, về đi, nó mất teleport rồi, quan trọng là không để cho nó vét được thôi mà. À, giết nó, đánh kata thì cứ đánh từ từ, không cho nó vét là được rồi. Lời này.